Giờ khi mình kích vào chỗ này, mình kích đồ nam, hay là mình kích vào đây, mình kích cái núi này, thì cây này ta gọi là sản phẩm theo loại. Sản phẩm theo gì? Theo loại, ok chưa? Rồi như vậy ta sẽ xử lý cái vụ sản phẩm theo loại này thì các bạn sửa cái giao diện của thầy đưa cho các bạn là product category ở đây, sửa thành đuôi là gì? Bẹt bè. Và product này là kịch ngang nhá. Như vậy các bạn sửa cho thầy cái dấu này là dấu gì? Kịch ngang. Đấy. Và trong cái thằng này thì các bạn chú ý từ đường trên này trở xuống này, xuống hết cái thằng menu đi. Hết cái thằng menu là đây này. Xóa đây này. Rồi như vậy ở chỗ này này, đóng lại này. Chỗ này đóng lại này. Cái phần footer dưới này xóa luôn này. Như vậy các bạn xóa xong thì các bạn gọi ở trên này header cho thầy. Bad bear require rồi nếu như nó chậm quá không chạy được mà để chính xác cao thì các bạn sang bên này các bạn copy cái thằng gì header và đây là footer, ok, đây là header và đây là footer, các bạn copy hai cái thằng này rồi các bạn sang product category các bạn dán cấu lại rồi copy cái này xuống dưới. Như vậy ta đã xử lý cái xong cái phần giao diện này, phần giao diện này đó, ok, giao diện xử lý lại cái phần giao diện này. Như vậy đấy, ta chạy lên thì nó ra được là ok rồi. Được chưa? Rồi. Đó là vấn đề thứ nhất ở đây. Vấn đề thứ hai là ở đây ta có hai cái module này. Ba module nhưng không phải hai đâu. Thì một tí là ta làm module này luôn nhé. Đấy, thì làm module này tương tự như module trước đó thì ta cứ làm tương tự như vậy. Nhưng vấn đề cốt lõi của bài này nó là cái này. Cái nuôi này này. Ok nhá. Như vậy khi mà đi vào đây thì ta sẽ lấy được cái thằng gì? Thằng này này. Ta lấy được cái trừ này này. Như vậy đầu tiên các bạn lấy cái trừ này xuống cho thầy. Lên trên. Lên phía trên cùng của cái tài liệu. Ok. Đấy. Thầy ghi chú cái này nha. Đầu tiên ta phải lấy cái này xuống. Mà lấy cái này thầy đặt tên là một cái biến là salute. Bằng. Request cái trừ ở đây là trừ gì nhỉ? Chữ get. Như vậy các bạn đưa chữ get này vào đây. Rồi khi mà được rồi thì thằng này là tên, thằng này là loài. Như vậy thằng này là loài thì ta sẽ đi vào loài là category và ta lấy ra loài có cái trừ đó. Đây, dựa vào cái trừ này. Như vậy cái trừ này phải là trừ duy nhất nhá, độc nhất trong cái bảng này thì ta mới xử lý được. Như vậy giờ đấy ta dựa vào bảng đó thì ta phải user app model s và category và để lấy ra mà dựa vào cái này thì ta viết vùng lệnh là round get bằng, hay là thầy sẽ đặt chữ get đi bằng rồi category. Không phải là cái này nha. Where. Rồi ở đây thầy sẽ có hai điều kiện. Started bằng 1. Điều kiện thứ hai. Salute bằng salute. Đấy. À sorry, cái này là hai điều kiện thì các bạn bị để ở đây này. Được chưa? Và cái này thầy chỉ lấy ID thôi. Select ID thôi. Không lấy nhiều. Và thầy get ra first một mục tin. Như vậy ta sẽ test xem cái thằng này là cái gì nhá. Đây. Và đâm biến này là cái gì? Rồi ok chạy này.
Đây các bạn nhìn thấy ở trên, nó là cái gì? Nó là một cái object gì đó, rất là nhiều thông tin ở đây. Như vậy giờ thầy muốn lấy ra cái ID thì thầy chỉ cần là ID này này thôi. Đây là lấy ra ID của nó. Như vậy là thông qua salute ta lấy ra ID bằng 10. ID bằng 10. Như vậy khi mà các bạn kích ID bằng 10 thế này rồi thì ta lại quay về bên cái trang Rodent Home này. Các bạn copy từ trên này xuống cho thầy này. Copy từ chỗ này này xuống đến chỗ này cho thầy. Copy nhá. Từ đây này xuống cho thầy. Từ chỗ này xuống ở chỗ này cho thầy. Ok. Rồi, copy xong thì các bạn thực hiện sang bên này. Các bạn dán đồn code này vào đây. Thay thế cái này luôn. À, như vậy ở đây ta vẫn lấy tương tự như vậy, kép thầy cố tình đặt tên để tí là thầy đưa vào đây cho nó tiện rồi. Như vậy ở đây ta sẽ lấy những cái sản phẩm thuộc loài này. Và cái này thì ta không có lấy giới hạn. Hôm sau ta thực hiện phân trang. Nhắc lại, như vậy phân trang thì tạm đây thầy sẽ lấy tất cả đi. Như vậy thầy sẽ chạy vòng lặp cái này. Chạy vòng lặp cái này nha. Chạy vòng lặp cái này thì chú ý cái nùi này một tí là ta sẽ cắt ra thành module này. Đấy, như vậy là chạy vòng lặp giới này. Chạy vòng lặp giới này thì các bạn để ý chạy cái thằng vòng lặp là ta chạy cái gì? Thằng này này. Đấy, thằng này ha. Nó rất là dài, như vậy thầy sẽ kéo xuống để xóa cho nó nhanh. Đây, hình như là cái này hả nhỉ? Đúng không? Rồi. Rồi, xóa luôn cái này. Như vậy là thầy sẽ chạy vòng lặp cái này. Và chạy vòng lặp thì bên này thầy cũng chạy vòng lặp này, nhìn đây. Chạy vòng lặp đây. Thầy copy cái phần vòng lặp này, thầy sang, thầy bỏ bên này. Thay thế cái này luôn nha. Chú ý vòng lặp của bên thằng này nhá. Vòng lặp bên này là nằm bên trong thằng gì? Rodent list. Như vậy ở bên này ta cũng phải là nằm bên trong Rodent list. Như vậy chạy này. Rồi kế thừa như vậy rất nhanh. Cái này không cần viết gì nữa. Như vậy chạy lại nó ra này. Ồ, nó không ra luôn. Không ra là thiếu cái thằng Rodent. Thằng này đang lấy sản phẩm này. Mà ta chưa add thư viện nó vào. Đấy, thiếu cái này thôi. Ra trở lại. Đấy, nó ra. Đây. Mà tại sao được 4 mà không phải nhiều? Nguyên nhân vì mỗi thằng này chỉ được 4 thôi. Như vậy kích vào đây nó nhiều hơn này. Dạ. Rồi ok, đây là đồ nam này. Như vậy các ta phải đồng cái này. Đồng cái này thì ta phải thực hiện lấy cái thằng này này. Ồ, như vậy cái thằng này các bạn lấy ra được thằng này thì không ổn. Các bạn lấy cho thầy thêm cái name nữa. Cái name này nữa. Như vậy ta sẽ thực hiện lấy cái này xuống in ở cái chỗ này. Đây. In cái tên nè. Chạy. Như vậy cái tên nó thay đổi này. Chưa. Rồi, thời trang nam, như vậy đây thầy kích vào áo kiểu, nữ cũng có nha. Rồi gì, áo sơ mi nam. Đây. Được chưa? Rồi, như vậy đây là sản phẩm theo loài. Và hôm sau thầy xử lý cái vấn đề phân nhí. Phân trang, giờ thầy xử lý ba cái module này. Module này thì ở đây ta xem cái đặt tên bên kia. Hôm trước ta đặt tên là MOD. Rồi. Như vậy giờ thầy sẽ đặt là MOD Rodent Lead Category. Lead Category ghi liền luôn. Chấm bét bè. Rồi module thứ hai là Rodent xin lỗi MOD Rodent không phải Lead gì Brain. Chấm bét bè. Và module thứ ba thầy sẽ tạo là Rodent MOD Rodent New mới nhất. Chấm bét bè. Rồi như vậy ba module ở đây. Như vậy thầy sẽ thực hiện sang bên cái trang này. Thầy copy đồn code này là Rodent Category.
Rồi còn tiếp theo cái thằng này là Bahrain. Rồi tiếp tục cái thằng cuối cùng này là product gì? Product new. Đấy. Như vậy thầy sẽ thực hiện gọi ba cái module nó vào vị trí này. Gọi thì lên đây copy đường code này cho nó nhanh. Xuống đây. Để ba lần. Được chưa? Và thằng này gọi này là gì? MOD lead category MOD lead brand. Còn cái này là MOD product new. Rồi ok, lưu lại và ta chạy lại. Wow. MOD thiếu chữ. Chữ D. OD. Ta chạy lại ha. Đây. Tương tự như những cái thằng bên kia. Như vậy là ở những cái thằng MOD này hôm trước là MOD ở trên này này. À, sorry, MOD gì đây? Như vậy giờ ta đi làm cho nó nhanh đi các bạn sang cái trang product cho thầy. Mở cái thằng này trước, làm xử lý thằng này trước nha. Như vậy là mở thằng home này. Các bạn copy cái nùi này cho thầy. Đấy, và mở cái thằng MOD MOD lead category. Các bạn ném lên trên cho thầy. Đấy. Và ở đây ta chỉ intent với salute. Như vậy đấy ta không cần hình, cũng không cần ID. Để cho nó gòn lên như vậy nha. Ta chỉ lấy tên và salute thôi. Tên này. Và chỗ này là salute này. Như vậy ta thực hiện chạy cái này. Những cái này các bạn đặt cho thầy chữ M O D lead category. Đừng có đặt trùng tên với bên kia mà nó dẫn đến cái việc trùng tên á. Như vậy các bạn chạy cái này. BSB for AS MOD round cat. Rồi xuống đây BSB and for S. Rồi xóa hết đi, trừ lại một cái thôi. Rồi như vậy cái tên này ta in vào chỗ này. Cái tên nó in vào chỗ này nè. Đây. Lấy đăng nêm. Còn cái chỗ này thì tên nó hơi dài, copy luôn nha. Copy cái này. Ở chỗ này ta sẽ đứng link. Đứng link thì là index.php hỏi option bằng product và get bằng. Xóa cái này đi. Các bạn sửa cho thầy chữ salute. Như vậy cái chạy lên ở chỗ này nó lại lấy ra cho ta được ba cái danh mục thôi này, nhìn này. Được chưa? Rồi kích vào đây nó vẫn chạy bình thường nhá. Rồi còn ở chỗ này là ta lấy ra thương hiệu. Như vậy ở đây ta lấy thương hiệu thì để mà làm nhanh các bạn copy cái thằng này này sang, các bạn bỏ bên thương hiệu á, đây này. Đây, Ctrl A. Cái này là giao diện giống nhau mà. Cái này đổi lại là gì? Bahrain. Danh mục thương gì? Thương hiệu này. Đấy, như vậy cái này là Bahrain này. Được chưa? Thì cái này Bahrain, cái này cũng là gì? Bahrain này. Baron ID thì thằng này không có Baron ID. Như vậy bỏ cái Baron ID đi này. Rồi ok. Xong cái thằng này. Dư cái gì nhỉ? Dấu ngoặc đúng không? Rồi. Như vậy ở chỗ này đổi thay cho thầy từ thành gì? Bahrain. 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 Số đài này. Đấy. Rồi cái này các bạn sửa cho thầy là product Bahrain. Cái này vẫn là product nhưng phải chạy chữ Bahrain nha. Rồi như vậy trả lời này. Cái thằng này sửa mà cho đổi này. Cái thằng này là link này.
Salute này. Còn thằng này là Name, đúng rồi. Như vậy chạy lại này. Đây, Việt Nam này. Đây. Rồi. Thái Lan này. Ok, như vậy là xong cái thằng này ha. Rồi, thằng thứ ba là sản phẩm mới nhất. Như vậy sản phẩm mới nhất thì lấy từ sản phẩm. À, như vậy copy cái đoạn này đi chẳng hạn này. Các bạn sang gì? Product new. Ném cái này lên trên ha. Sản phẩm mới nhất nè. Như vậy là ở đây là ta là create gì? Add. Đây là ASC nha, DESC nha, DESG SC này, trạng thái vật bằng 1. Như vậy cái này là từ product. Đấy, cái này product thì cái này product trạng thái bằng 1 là được. Order by cái này, nhưng cái này các bạn lấy giới hạn nó lại limit này. 3 mẫu tin thôi. Lấy giới hạn và cái này là 1 product. Đấy, như vậy ở đây ta sẽ thực hiện chạy cái này. Copy cái này, ta chạy vòng lặp và ta in ra sản phẩm. Đây, đây sản phẩm đây này. À, từ chỗ nào đến đâu là một sản phẩm nhỉ? À, mỗi thằng LI này là một sản phẩm. Như vậy ta thực hiện chạy vòng lặp cái thằng LI. À, cái giao diện của thằng này nó khác với giao diện bên kia. Như vậy khi các bạn làm á, thì các bạn không thể kế thừa được. Được chưa? For S AS row row thôi, đừng có dùng một chữ product và lặp lại cái thằng L. Rồi ok, như vậy chạy thằng này ba thử này, product này, product này, lead product này, rồi ở đây là lấy name này. À đấy, các bạn cần in nó tấm hình như vậy, vậy đưa ra gì? Email này, xuống dưới cần in ra giá này và tiếp tục write sale này. Đây, cần in mấy cái thứ này. À, nhưng để làm nhanh thì các bạn sang bên mở, đóng tất cả lại đi cho thầy. Mở cái thằng product new ra và product item ra. Đây, product item thì muốn in ra giá là đây. Đấy, như vậy các bạn thấy cái giá chỗ này này, sửa nó lại, nhưng mà chú ý cái chữ này là pro này. Đấy, cái này cũng là gì? Pro này. Rồi đây là gì? Sale này. Đấy, tương tự như vậy sao bên này các bạn lấy tên đúng không? Muốn lấy hình này, copy này. Đừng link luôn đi, cho nó nhanh. Đây. Đừng link này. Các bạn dán nó vào này. Và quay về sửa cho thầy cái biến này là bằng cái chữ gì? Row này. Được chưa? Tương tự copy cái này này xuống này. Đưa vào cái thằng tên này. Hình này, hình trước đi, hình này, hình là email này. Rồi tiếp tục ở chỗ này là hình luôn này, email này. Rồi ở chỗ này là tên này. Name. Rồi như vậy chạy lại ở đây ta có được một cái module. Ok, hình nó ra, hình nó ra có nghĩa là in bị lỗi rồi, đúng chưa? Thử cái nào. À, cái này có vẻ là không phải là do nó đâu, tại vì ở trong cái cơ bài của thầy cũng có hình này thôi. Như vậy đúng rồi đó, kích vào này để thấy chi tiết này. À đây. Ồ, product chi tiết là sorry, chi tiết như vậy cái này sai rồi. Các bạn sửa cái này cho thầy. Là thầy sửa cái này là salute này.
Salute này. Như vậy là mấy thằng nó liên quan đến cái này rồi nhỉ? Đây nè. Ok. Quay về lại này. Chạy này. Như vậy là thằng này ok này. Salute này. Product detail này. Rồi tiếp tục kích thằng này này. Product detail đúng rồi này. Rồi cái thằng home nè. Thằng chủ nhỉ. Rồi ấn vào thằng home này. Cùng ra product detail xong. Ok.